Tập 29. Dinh ca, Mùi sẽ nhớ cảnh mặt trời mọc hôm nay chứ? Dạ. Huynh cũng muốn Mùi với những lời huynh sắp nói. Khi bị dồn tới đường cùng ta thường thấy tuyệt vọng, nhưng chỉ cần bản thân kiên trì thì phía cuối con đường chắc chắn sẽ có một cánh cửa mở ra. Nhớ đừng từ bỏ. Đây chỉ là thử thách nhỏ để cho ta tìm ra hướng đi mới. Giống như đêm qua đi, ngày mới sẽ gặp rạng ánh mặt trời. Cho nên sau này dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, Mùi cũng phải kiên cường đi về phía trước. Phía trước chính là ánh sáng của hy vọng. Lăng ca ca, có phải Quỳnh đã nghĩ ra cách để Mùi với Quỳnh không bị bọn họ chia cách rồi hay không? Mùi hứa với Quỳnh, sau này chỉ cần nhìn thấy mặt trời thì Mùi sẽ trở nên mạnh mẽ. Dừng ra, hôm nay có lẽ là lần cuối Quỳnh được ngắm bình minh với Mùi. Tha lỗi cho Quỳnh. Cho dù bình minh có đẹp ra sao thì cuối cùng ta vẫn phải đối mặt với hoàng hôn mà thôi. Dân cô nương, cô với hoàng thượng à, yên tâm đi, chúng ta không sao hết. Không sao thiệt sao? Vậy hoàng thượng có nhắc tới chuyện đại sự trước mặt của cô không? Chuyện gì vậy? Thì là không sao thì tốt quá rồi. Mặt trà, đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho dân cô nương. Lẹ lên. Đi. Đi thôi. Tham kiến hoàng thượng. Biện lễ. Các người lùi xuống đi. Dạ. Hoàng đế ca ca, tối qua dân tỷ tỷ có phải không được vui không? Sớm muộn gì Mùi ấy cũng phải đối mặt. Tiểu Mùi, mấy bữa nay dứt dạ cho nàng rồi. Ngày mai nếu hoàng đế ca ca muốn thay đổi ý định thì vẫn còn kịp đó. Trẫm chỉ còn con đường này thôi. Hoàng đế ca ca, ngươi đang nghĩ cái gì vậy Mạnh Giác? Đang nghĩ ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện này mà xảy ra, người vui nhất không phải là ngươi sao? Ngươi nên vui vẻ ngồi đợi coi màn kịch này mới đúng chứ. Tại sao lại ở đây than ngắn thở dài? Chỉ cần làm tổn thương dân ca thì đó không phải là dở tuồng gì hết. Ngày mai ta sẽ vào cung với đại công tử. Quỳnh có muốn cùng đi thăm cổ không? Lúc này ta mà tới đó thăm hỏi chỉ sợ Mùi ấy càng đau khổ. Nếu như hai người có gặp thì thay ta an ủi Mùi ấy. Chuyện gì ngươi cũng nghĩ cho cổ hết vậy? Sao ngươi không đối xử với ta tốt như vậy đi? Ý
phải trong cung sắp có việc đại sự hay không? Đây là hướng qua điện Tiêu Phòng mà. Đi thôi, chúng ta đi xem thử. Cô nương, mình hay là mình đừng có đi nha. Tại sao lại không đi? Đi thôi. A Tử, điện Tiêu Phòng có hỷ sự đúng không? Hoàng hậu nương nương đã ăn mừng chuyện gì vậy? Chuyện lớn như vậy mà hai người không có nói cho dân cô nương sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dân cô nương, hay là chúng ta quay về trước? Hay là để ta nói cho. Hoàng thượng đã hạ chỉ chọn ngày lành tháng tốt để nhân phòng với hoàng hậu rồi. Hai người đi chỗ khác chơi đi, ta có chút chuyện cần nói. Dạ. Dạ. Ta biết là muội không được vui, nhưng ta khuyên muội nghĩ thoáng chút đi. Quốc quan kết hợp với chúng thần uy hiếp hoàng thượng, chẳng qua chỉ là muốn đưa Quốc Thành Quân vào cung thay thế vị trí hoàng hậu nương nương. So với việc đó thì viên phòng với hoàng hậu sẽ tốt hơn. Nếu hoàng thượng có long tử thì coi như là việc đã thành. Còn nếu để Quốc Thành Quân vào cung, hậu quả sẽ khó lường, đối với ai cũng không tốt. Muội chịu lùi một bước, đôi bên cùng vui vẻ. Ta hiểu rồi. Thì ra hai người từ sớm đã biết được ý định của Lan Ca Ca. Chỉ có một mình ta là không biết. Em đừng có đuổi theo. Người mũi ấy muốn gặp bây giờ không phải chúng ta đâu. Đợi muội sao? Huynh luôn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của muội, nhưng muội lại không đường nào biết được huynh đang nghĩ gì, đang mưu tính gì. Muội như là một con ngốc, luôn luôn là người biết cuối cùng. Tại sao lại như vậy? Lam ca ca, huynh có còn muốn rời khỏi cung nữa hay không? Không đi nữa. Không phải Quỳnh nói cho dù có chuyện gì thì cũng sẽ luôn ở bên cạnh muội sao? Quỳnh xin lỗi, mấy bữa nay Quỳnh đã nghĩ kỹ rồi. Quỳnh không yên tâm chuyện của chị cho Lưu Hạng với Lưu Tuân. Quỳnh phải truyền lệnh cho con của mình. Trời ơi, Quỳnh đã thay đổi ý định, tiếp tục ở lại trong cung để làm đoàn thường để dẹp yên đám đại thần đó, để quyết định viên phòng với tiểu phụ sao? Đúng vậy. Nhìn mũi rồi nói thêm lần nữa đi. Huynh sẽ viên phòng với tiểu mũi để nàng ấy hạ sinh long tượng cho huynh, để nàng ấy trở thành mẫu thân của thiên tử sau này, trở thành hoàng hậu thật sự của huynh. Được. Vậy còn lời hứa của chúng ta? Những lời thân thế của muội sẽ không thể được các đại thần thông qua. Muội không thể làm hoàng hậu. Muội hãy ngoan ngoãn ở lại trong cung, đừng làm bậy gì hết. Huynh định sẽ đối xử tốt với muội. Sự vinh hoa phú quý mà nữ nhân trên thiên hạ này muốn có lụa là gấm vóc, huynh đều sẽ cho muội hết. Không lẽ huynh nghĩ muội đường xa trắc trở như vậy đến Trường An chỉ là vì muốn làm hoàng hậu?
Không lẽ huynh tưởng muội chỉ vì vinh hoa phú quý? Không lẽ huynh không biết trong lòng muội huynh chính là Lan Ca Ca, không phải là hoàng thượng sao? Nhưng sự thật huynh vẫn là hoàng thượng. Biết trước như vậy thì tại sao huynh giữ muội lại? Nhưng cả hoàng thượng, nếu như lời hứa năm nào đã không còn nữa, xin người hãy trả lại đôi giày trân châu cho muội. Cùng người cũng đã tới. Nhưng ca sao rồi? Cô không ăn không ngủ cũng không nói chuyện, chúng tôi cũng hết cách rồi. Đúng vậy phu nhân, người tới coi sao? Để ta đi coi sao. Dân ca, dân ca, dân ca. Tỷ tới rồi, tỷ biết hết rồi, muội đừng đau lòng nữa. Huynh ấy nói sẽ từ bỏ ngôi vị rồi dẫn muội đi mà. Người thật sự nói như vậy sao? Nói vậy thật mà, nhưng sao tự nhiên lại thay đổi? Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Dân ca, sao vậy? Lần này muội thực sự phải rời khỏi rồi. Đi đâu? Về nhà. Đi về nhà của muội. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Dạ. Ra ngoài đi. Không ngờ hoàng thượng thả viên phòng với tiểu muội, cũng không chịu đập con làm phi. Nước cờ này chúng ta đúng là đi sai rồi. Nhưng mà nếu tiểu muội không mang thai được thì đó sẽ là cơ hội để chúng ta trở tay. Dân ca thực sự sẽ về tái ngoại sao? Ừ, nhưng muội thật sự không thể hiểu được, nếu hoàng thượng thật sự không yêu dân ca, tại sao phải hứa với muội ấy lời hứa sẽ từ bỏ ngôi vị để ca bay xa chạy với muội ấy chứ? Hoàng thượng thật sự hứa vậy à? Ừ. Muội bị sao vậy? Sau này nếu huynh muốn nạp thiếp thì hãy nghĩ tới muội với Hổ Nhi trước. Không phải muội không cho huynh nạp thiếp, muội chỉ là... Huynh nói muốn nạp thiếp hồi nào chứ?
Thiệt hả? Trên có trời xanh, dưới có mặt đất. Lưu Bình Dĩ ta, nếu không chung tình với Hứa Bình Quân muội, dám nạp nữ nhân khác để làm thiếp, thì trời tru đất diệt. Đừng nói nữa, muội không tin huynh. Tại sao vậy? Thì còn tin ai? Để muội đi coi Hổ Nhi. Không lẽ hoàng thượng thật sự từng nghĩ sẽ từ bỏ? Nhớ lắm tôi.
huynh đến đây làm gì? Tiễn muội một đoạn. Về nhà ta vẫn còn nhớ, không cần phải tiễn đâu. Bộ huynh định đi theo ta hoài vậy hả? Có nỡ bỏ thành Trường An không? Tới nơi gặp lại người nhà của muội rồi, cho huynh gửi lời hỏi thăm họ. Sao huynh lại biết họ? Cũng đúng, người ta nói có buộc thì mới gột nên hù. Nếu đã có chủ ý lợi dụng ta, đương nhiên phải chuẩn bị cho đầy đủ rồi. Dân ca, không phải tất cả chuyện gì đều lấy đúng sai ra phán đoán. Có rất nhiều người phải đứng giữa đúng và sai, phải lựa chọn hiện thực trước mắt. Cũng giống như huynh với Quách Thành Quân, Lưu Phất Lăng với Thượng Quan Tiểu Muội, còn có huynh và muội. Đừng nói nữa. Nếu huynh với ta quen biết nhau ở Trường An thì từ biệt tại đây đi. Sau này ta là ta, huynh là huynh, đừng có cố chấp chuyện của quá khứ nữa. Mọi sự sắp đặt của huynh đối với muội ở thành Trường An này không phải chỉ là để quen biết, mà là để trùng phùng. Trùng phùng là ý gì vậy? Nghỉ ngơi đi, đợi huynh làm xong việc huynh sẽ tới rước muội. Lúc đó huynh sẽ nói hết cho muội nghe. Huynh lại muốn kể câu chuyện gì để gạt ta nữa? Nếu muội cảm thấy huynh là một người thích bịa chuyện, vậy thì Lăng ca ca của muội cũng không tốt hơn huynh đâu. Có điều này huynh muốn muội biết, nếu như một người đột nhiên thay đổi, vậy thì đằng sau nhất định có nỗi khổ. Đừng chỉ nhìn bề mặt của sự việc, nhìn sự việc phải dùng cái này và cái này nữa. Đa tạ người của huynh. Lăng ca ca, không lẽ mấy chuyện trước đây huynh đều gạt muội sao? Không cần đâu, huynh đi trước đây. Lưu Phất Lăng, người tính sai rồi. Nha đầu ngốc này rốt cuộc cũng thông minh lên. Chà, dân cô nương, Du đại tổng quản sẽ không đứng chờ ở điện thiêu phòng. Bây giờ hoàng thượng đang ở cùng hoàng hậu nương nương, cho nên nô tài bây giờ ta sẽ đi tìm Lăng ca ca. Dân cô nương, sao ngươi cản ta? Hoàng thượng không ở điện tiêu phòng. Quỳnh ấy ở đâu? Ở điện tuyên thất. Ra ngoài.
kêu ngươi ra ngoài. Tại sao huynh không ở điện thư phòng với hoàng hậu? Nằm ở đây cầm túi thơm để làm gì vậy? Huynh là một tên lừa đảo. Muội cũng nên quay lại đây. Lần này cho dù huynh lấy dao đâm muội, móc trái tim của muội ra, ngàn dao xuyên tim, muội cũng sẽ không rời huynh đâu. Muội nhất định phải đi. Trước cuộc đã xảy ra chuyện gì mà huynh cứ ép muội phải đi vậy hả? Muội không đi. Vậy thì huynh đi. Lan ca ca. Để ta truyền thấy. Tại sao Lan ca ca lại bị ngất xỉu như vậy? Đây chính là nguyên nhân mà người phải rời xa muội. Khi huynh biết được hoàng thượng phải viên phòng với hoàng hậu, huynh có tới tìm hoàng thượng? Nè Mạnh Đại Phu, còn chưa thông báo mà. To gan, dám tự tiện xông vào ngự thư phòng. Với thần muốn hỏi hoàng thượng muốn dân ca sống ra sao. To gan. Hoàng thượng. Hoàng thượng, đây chính là lý do mà người phải viên phòng với hoàng hậu nương nương đúng không? Im miệng. Thả hắn ra. Hoàng thượng, vậy nếu Mạnh Giác muốn hành thích ta thì sẽ không phóng chu kiếm vào ta. Ngươi cũng không dễ dàng bắt được hắn. Thả hắn ra. Lùi xuống đi. Xem ra Du đại tổng quản cũng biết được sức khỏe của hoàng thượng không tốt. Hoàng thượng mấy bữa nay đang bị cảm phong hàn. Nếu chỉ là cảm phong hàn, sao tới một cây kiếm cũng không đỡ nổi. Hơn nữa, trong thuốc của hoàng hậu nương nương có một vị đắng rất khác thường. Trong thuốc của hoàng hậu nương nương chắc chắn là có một loại thuốc trị liệu nặng hơn cả bệnh gan. Vậy thì còn có ai đủ tư cách dùng chung một chén thuốc với hoàng hậu nương nương? Còn ai có thể khiến hoàng hậu nương nương giả bộ bị bệnh để che giấu cho người đó? Ta nghĩ trong thiên hạ này chỉ có một mình hoàng thượng thôi. Ngươi nói không sai, trẫm đúng là bị bệnh. Ngươi muốn giấu dân ca, giả bộ viên phòng với hoàng hậu nương nương để dân ca từ bỏ hoàng thượng sao? Khi vừa mới phát bệnh, trẫm còn có chút hy vọng. Cứ tưởng là sau khi chữa khỏi sẽ có thể mãi mãi ở bên cạnh dân ca. Nhưng triệu chứng càng ngày càng nặng, lần sau nặng hơn lần trước. Cho dù Trương Thái Y cho thuốc mạnh với tốt tới đâu cũng không có chuyển biến. Lần trước du ngoạn trên hồ, trẫm nhất quyết hồi cung. Là gì cũng thể giả bộ không sao ở trước mặt dân ca nữa. Trẫm không muốn có một ngày nào đó phải ngất xỉu trước mặt dân ca. Mạnh Giác, nếu đổi lại là ngươi, khi biết mình mắc bệnh như vậy, ngươi có nói cho dân ca biết không?
làm muội vui, lúc làm muội khóc. Huynh có từng đau lòng vì muội không? Nếu như đau lòng, tại sao huynh lại nhẫn tâm thế vậy? Huynh đã bệnh như vậy rồi, sao còn đẩy muội ra xa chứ? Muội biết hết rồi sao? Lan ca ca, huynh đã nói là chỉ cần nhìn thấy mặt trời là sẽ thấy hy vọng. Tuy là bây giờ bên ngoài chỉ có mặt trăng, nhưng mà muội có thể cùng huynh đợi đến khi mặt trời mọc mặt. Cho nên huynh đừng có đẩy muội ra xa nữa được không? Dân ca, lần này muội trở về, xem ra càng không thể rời xa Lưu Phất Lăng. Chuyện của hoàng thượng ta đã biết rồi, bây giờ không có người ngoài. Bệnh tình của hoàng thượng rốt cuộc ra sao, xin ông nói thật cho ta biết. Thật ra thần cũng có lỗi, rốt cuộc hoàng thượng bị bệnh gì thần cũng không đoán ra. Bệnh tình có nghiêm trọng lắm không? Tưởng là hoàng thượng bị tức ngực, thần dùng kim châm cứu, nhưng mà bệnh của hoàng thượng không hề khá lên mà còn đau hơn trước. Những triệu chứng này thần hành nghề bao lâu nay cũng chưa từng thấy qua. Có khi nào bị trúng độc không? Thần đã kiểm tra kỹ lưỡng thức ăn của hoàng thượng, không hề phát hiện có vấn đề gì. Vậy sự đau đớn người đang chịu sẽ càng nặng hơn sao? Càng ngày càng nặng. Đợi tới lúc sự đau đớn này tập trung lại ở tâm mạch thì sẽ hôn mê. Khi đã hôn mê thì sẽ có khả năng không thể nào tỉnh lại nữa. Bạc Trà. Nương nương. Bách hợp muội, xem ra độc trên người muội đã giải hết rồi. Lần trước ở ngoài chợ nhìn thấy đại sư huynh, muội định tới gặp để đa tạ chuyện huynh giúp muội giải độc. Nhưng thấy bên cạnh huynh có bằng hữu nên thôi. Muội thật sự muốn đa tạ huynh chuyện đó. Nếu muội thật sự muốn đa tạ ta thì hãy giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Hoàng thượng lâm trọng bệnh, thấy y vô phương cứu chữa, ta muốn cứu người, xin muội hãy giúp ta. Người bị bệnh gì? Ta cũng không rõ, có triệu chứng tức ngực nhưng hình như lại không phải. Người bây giờ sao rồi? Muội quan tâm tới người sao? Người là ân nhân cứu mạng của muội, đương nhiên muội phải quan tâm rồi. Tốt rồi, muội chuẩn bị đi, rồi ta sẽ dẫn muội vào cung. Đại sư huynh, trước khi nhập môn sư phụ từng bắt chúng ta thề độc không được trị bệnh cho người trong hoàng tộc, không lẽ huynh quên rồi sao? Đương nhiên ta nhớ, nhưng lần trước khi hoàng hậu nương nương trúng độc, ta đã phá lệ cứu người. Lần này ta cũng không định khoanh tay đứng nhìn. Ý của huynh là muốn muội cùng với huynh phản bội sư môn, phản bội sư phụ sao? Sư muội, nếu bỏ qua thân phận là hoàng thượng, không lẽ muội cho rằng người không đáng để muội cứu hay sao? Nếu huynh đã phá vỡ môn quy, coi như đã bị đuổi khỏi sư môn. Từ đây về sau muội xem như không có đại sư huynh này nữa. Nhưng cô
cô nương, ta tới thay trà mới cho cô đi. Con Tên ngủ cũng nhíu mày, lo cho Lăng ca ca vậy sao? Lăng ca ca, bỏ muội ra. Có chuyện gì? Thái y nói rồi, không tìm ra cách gì để chữa khỏi cho Lăng ca ca, muốn chữa khỏi phải tìm tới cao nhân. Huynh là đệ tử của Mâu Thần Y, xin huynh hãy cứu Lăng ca ca chứ. Huynh đi tìm Bách Hợp cô nương, cũng chính là vì chuyện này. Bách Hợp cô nương về rồi sao? Cô đồng ý cứu Lăng ca ca không? Cô không đồng ý, nhưng mà huynh đồng ý. Có điều huynh sẽ lấy công đó. Không sao hết, huynh muốn lấy gì cũng được. Muội có rời khỏi hoàng thượng không? Không được. Huynh có thể trị bệnh cho hoàng thượng, có điều nếu chữa khỏi được bệnh cho người thì điều kiện huynh muốn chính là muội phải gả cho huynh. Muội có đồng ý không? Huynh thừa nước đục thả con. Đây là điều kiện duy nhất mà huynh muốn. Muội có thể từ từ suy nghĩ. Thiên hạ đại hán có bao nhiêu thần y, chỉ cần bệnh của hoàng thượng đợi được thì không nhất thiết phải nhờ tới huynh. Tiểu thư, bữa nay cô đẹp lắm đó. Sườn ấp dương cũng sẽ thấy ta đẹp chứ. Tất cả nam nhân trong thiên hạ đều đổ gục trước sắc đẹp của người. Ta cần nhiều nam nhân như vậy làm gì? Chỉ cần một người thấy ta đẹp và có thể cho ta cả thiên hạ này thôi. Nữ nhi của đại tư mã tướng quân hôm nay cố tình tới đây là để tặng lễ vật cho Sương ấp dương. Cô còn không mau đi bẩm báo. Cô làm gì vậy? Công tử ra ngoài rồi, chút nữa mới quay về. Quách cô nương muốn vào trong ngồi đợi hay là để bữa khác quay lại? Lần trước khi du ngoạn trên hồ ta từng gặp cô. Cô là thiếp của Sương ấp dương sao? Không phải, ta chỉ là một người hầu. Màu son trên môi cô nhìn đẹp lắm, cô mua ở đâu vậy? Không phải cô ta mua. Bổn vương trước nay không có thích cái loại này. Bổn vương cái này sắc đỏ của son rất hợp với giai nhân má hồng. Thì ra màu son đó là mua cho cô. Chúng ta đi. Tiểu thư, sao lại không vào phủ đợi Sương ấp dương chứ? Trong lòng quân ấy đã có người để tặng màu son đó. Chứ
dù có lấy được thiên hạ cũng sẽ không đưa cho ta đâu. Vậy tại sao ta phải lãng phí tâm tư với người đó? Bỏ món quà đi. Tỷ còn tưởng mùi về tán ngoài rồi chứ, thì ra là còn ở đây, thì là tốt quá. Mùi còn, mùi có còn giận hoàng thượng nữa không? Không giận. Vậy sao mặt mày còn ủ vô? Hồi nãy mùi tới tìm Mạnh Giác để nhờ huynh ấy giúp mọi một việc, nhưng huynh ấy ỷ vào y thuật của mình mà thấy chết không cứu. Không có đâu, Mạnh đại ca lần trước còn phá lệ cứu hoàng hậu nương nương mà. Phá lệ gì vậy? Cái này tỷ nghe bệnh dĩ nói. Bệnh dĩ nói sư phụ của Mạnh đại ca là Mâu Thần Y, tính cách rất kỳ quái. Ông lập ra môn quy bắt đệ tử nhập môn của mình không được cứu người trong hoàng tộc, nếu không sẽ bị đuổi khỏi sư môn. Nhưng muội chưa bao giờ nghe huynh ấy nói. Mạnh đại ca không phải là người vô tình vô nghĩa, muội yên tâm đi, huynh ấy không cứu chắc chắn là có nguyên nhân của mình.